Nhằm hạn chế dịch bệnh cũng như bảo vệ môi trường, 2 năm trở lại đây, các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô lớn tại thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc đã chú trọng đầu tư hệ thống chuồng trại, xử lý chất thải, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập. Gia đình ông Lê Phi Lộc ở thôn Tân Thủy đã đầu tư nuôi gà với quy mô lớn được gần 2 năm nay. Mới đầu từ vài trăm con, đến nay quy mô chuồng nuôi của gia đình ông Lộc luôn có từ trên 2.000 đến 2.500 con một lứa. Mỗi năm gia đình ông Lộc xuất bán khoảng 3 lứa gà với khoảng 4,5 đến 5 tấn gà thịt. Ông Lê Phi Lộc cho biết, qua kênh thông tin tuyên truyền của đài truyền thanh và qua trang fanpage Facebook truyền hình huyện Lang Chánh, ông đã biết đến hợp tác xã nuôi gà Hán Sơn Dương. Vì vậy, ông đã đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại nuôi gà trên địa bàn của hợp tác xã. Thấy điều kiện của gia đình hợp với việc chăn nuôi gà, nên ông đã nhờ các anh em trong hợp tác xã Hán Sơn Dương hướng dẫn thêm về kỹ thuật, lựa chọn giống để ông đầu tư nuôi gà thịt. Giống gà được ông Lộc lựa chọn là gà Phùng Dầu Sơn. Đây là giống gà quý, chất lượng thịt thơm ngon. Thời gian nuôi khoảng 3,5 tháng thì trọng lượng trung bình đạt từ trên 2 kg đến 2,5 kg một con. Mặt khác, giống gà Phùng Dầu Sơn thể hiện được ưu điểm vượt trội như chi phí thấp, ít bệnh tật, thịt ngon, được thị trường tiêu dùng ưa chuộng, lợi nhuận đạt cao. Để cho đàn gà nhanh lớn, ít mắc bệnh, ông Lê Phi Lộc luôn chú ý đến kỹ thuật chăm sóc như thức ăn, tiêm đầy đủ vaccine theo định kỳ, đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh cho trang trại nuôi gà của gia đình. Ông Lộc chia sẻ, để khu vực chăn nuôi sạch sẽ, ông rắc men vi sinh cho chuồng nuôi một lần một tuần, còn khu vực gà thả, ông rải cát và rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng 3 ngày một lần, đồng thời dùng men vi sinh khử mùi hôi và thu gom chất thải định kỳ. Với phương pháp này sẽ giúp cho phân nước tiểu của gà được phân hủy, giảm khí độc và mùi hôi. Nhờ đệm lót sinh học, gà nuôi số lượng lớn trong cùng diện tích chuồng nuôi, ít bị bệnh, lớn nhanh. Nói chung là cách chăm sóc đàn gà cho nó lớn nhanh với là nó không bệnh tật thì thứ nhất là mình dọn dẹp chuồng trại này, phun khử trùng các thứ này. Xong lấy gà về là ta úm, xong thứ hai nữa là mình cho uống thuốc phòng bệnh các thứ cho nó đảm bảo. Với là mình theo dõi gà hàng ngày, có nghĩa là một ngày ít lắm cũng phải xuống chuồng trại được 3 đến 4 lần để tham quan gà hắn như thế nào, hắn ỉ như thế nào đó mình phải xử lý ngay. Chứ không có đi xa được, bởi vì đã nuôi con gà này thì mình phải chăm sóc cho nó cẩn thận, không tí là nó xảy ra một phát là không kịp tai nữa. Chung thế, cố gắng để chăm sóc được đàn gà thì mình chủ yếu là phải cả nhà chứ không phải một mình làm thì không đảm bảo được, cho nên phải chăm sóc như thế nào cho nó không bị bệnh tật. Mình uống thuốc phòng bệnh hàng kỳ, hàng theo cái hướng dẫn của kỹ thuật. Từ việc áp dụng chăn nuôi khoa học đúng kỹ thuật, nên đàn gà không chỉ nhanh lớn, ít mắc bệnh, cho gia đình ông Lộc thu nhập ổn định. Mặt khác, với mô hình chăn nuôi này còn giúp cho gia đình ông giảm chi phí dọn dẹp thường xuyên cho phân gà tự phân hủy, ủ hoai trong lớp đệm sinh học. Sau mỗi lứa gà xuất chuồng, các chất lót đệm được thu gom tận dụng làm phân bón cho các loại cây trồng trong vườn nhà. Đồng thời ông còn bán cho những hộ dân xung quanh có nhu cầu làm phân bón trồng rau, trồng cây ăn quả, kiếm thêm tiền thu nhập. Ông Hà Văn Thành, trưởng thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc cho biết, mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học của gia đình ông Lê Phi Lộc là hướng đi bền vững, phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân, tích cực giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện theo cái chương trình nông thôn mới ấy, thì theo cái nghị quyết của chi bộ đề ra cũng như là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về phát triển kinh tế thì trong thôn chúng tôi cũng có một số hộ là thực hiện rất là tốt. Tiêu biểu ở đây là có hộ ông Lê Phi Lộc, là có ông có mở cái gia trại chăn nuôi gà, ngoài ra ông còn có trồng trọt thêm cây ăn quả và nuôi thêm trâu bò cũng như là lợn để đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo chúng tôi nhận thấy đấy thì ông cũng mới triển khai thực hiện thì nhưng mà cái hiệu quả là đem lại kinh tế rất là cao, đem lại thu nhập cho gia đình là ổn định cũng như là đem lại thu nhập cho thôn bản. Ông Thành còn cho biết thêm, thông qua mô hình chăn nuôi của gia đình ông Lộc và một số hộ gia đình trong thôn, trong thời gian tới
ban thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng để người dân học hỏi, áp dụng phát triển kinh tế gia đình theo hướng phát triển chăn nuôi, đi đôi với bảo vệ môi trường.